Giờ đây là một con xe cúp đang đi cây bô rinh theo xe bố em. Mình sẽ nổ máy lên. Bây giờ mình thay sẽ thay cái cây bồ bô đam vô nha. Rồi mình sẽ test cho anh em coi. Rồi giờ đây là sau khi mình đã gắn cái bộ vô nha các bạn. Đây mình đã gắn cái bộ vô trong xe. Thì khi mua cái bộ này các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là mua thêm cái bát này hoặc là không mua cái bát này. Bát này riêng nha anh em, cái bộ thôi. Thì anh em nào mà có cái bát này rồi thì khỏi mua, còn em chưa có thì anh mua thêm cái bộ. Cái bộ này nó dùng cho cái bát này. Còn cái bát của cái thằng xe bát kiểu bố em này, cái bát này nó không có xài chung vô, tại vì cái khoảng cách giữa hai con ốc này nó khác nhau bạn. Rồi giờ mình sẽ nổ máy mình cái tiếng bột nè. Ở trong đây nó có cái giảm thanh các bạn, nó có cái vị giảm thanh trong đó cho nên rất là êm nha, nghe nó rất là giòn nha anh em. Nó không to, nó cũng không quá êm giống như cái này. Khi mình ráp cái bô này vô mình sẽ nghe cái tiếng máy nó rất là giòn và rất là mạnh nha. Anh em hỏi là ráp vô nó có cạ hay không, đây không cạ nha anh em, đó không cạ nè, thắng nè, xe đỏ là thắng nè, đó bình thường. Bô bên trong nè không cạ nè, đó hoàn hảo đó. Còn có những anh em mà ráp cạ, nhiều khi anh em ráp bị sai hoặc anh em ráp không đúng cái bô nó sẽ cạ nha. Còn mình ráp không có chế chát thì cứ gắn bình thường nha các bạn. Đây một con xe cúp 50 nè anh em, cúp zin nha. Mình sẽ lấy gà cho anh em. Đó, đi nghe tiếng bô rất là giòn nha các bạn, rất là giòn luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu lên bô 78 để cho máy nó thông nó mạnh và nghe cho nó giòn tai thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Phương thức mua hàng của bên mình thì chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha anh em. Còn những anh em ở khu vực Sài Gòn thì cứ qua trực tiếp bên shop để mua nha. Cảm ơn tất cả các bạn.